Hello, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh Hi Ha và Jimmy. Thì tôi là Hi Ha đây, và 3 tháng dịch rồi, mình suy nghĩ đắn đo nên bây giờ mới có quyết định được. Vừa hết dịch là mình đi làm một cái máy để tiện cho cái việc mà tụi mình đi làm YouTube. Mình vừa ở nhà và mình vừa ở công ty nữa, kiểu như lúc chạy qua lúc chạy lại, lúc chạy qua chạy lại, nên vì thế mình cần xây hai cái máy ở hai nơi để tiện cho cái việc mà đi lại giữa công ty và nhà của mình. Đây, một cái máy vừa đủ mà mình đã nghiên cứu trong 3 tháng dịch vừa rồi. Và hôm nay mình mới quyết định là đi mua nó về. Và mình đã chuẩn bị hết rồi đây. Nhưng mà điều quan trọng của bộ máy này đó chính là cái này. Con cạc màn hình MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12GB. Đây, tôi đã nghiên cứu kỹ rồi nha. Nó rất là xịn và rất là mạnh. Về ngoại hình của nó thì nhìn rất là hầm hố nè, nhìn rất là hiện đại, nhìn rất là đẹp luôn. Màu của nó là màu đen và cộng thêm là màu nhôm kim loại kết hợp với nhau, nhìn rất là cứng cáp. Đường nét thiết kế hiện đại, 4 đầu cắm dùng được 4 màn hình luôn. Tản dày, tải nhiệt được nhiều hơn. Tôi đã gắn mọi thứ vô thành một cái thùng PC hết rồi. Đây, cái con cạc mà tôi nói nè. Thì cấu hình của cái bộ máy này á, tôi sẽ để ngay tại đây. Đó, các bạn muốn build một cái máy để chơi game đã xíu á, thì các bạn nên làm cái con cạc giống mình. Đó là con cạc MSI GeForce RTX 3060 hồi nãy mà mình vừa đọc xong cho các bạn đó. Hệ thống tản nhiệt thì mình sẽ để cái tên ở đây. Đó, kèm theo cái cánh quạt của nó luôn, giúp tối ưu lượng gió và đỡ bị gãy cánh quạt hơn nếu sơ suất trong quá trình lắp ráp hoặc là cầm nắm trên tay. Nhìn sâu bên trong có một cái lớp tản nhiệt và ống đồng dày đặc, nhìn thôi đã thấy rất là mát rượi rồi đúng không? Lâu lâu chơi game mà máy vẫn còn mát thì quạt sẽ không quay để hạn chế tiếng ồn và tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Tính năng này là một công nghệ mới của MSI đây nè. Nếu bạn hay cày game khuya thì tính năng này rất là phù hợp. Dòng cạc này còn được hãng trang bị thêm hai BIOS có công tắc chuyển đổi, hiểu nôm na là hai mode gaming hoặc là silent cho từng mục đích sử dụng khác nhau. Phần mặt lưng được làm bằng nhôm, sờ vào rất là lạnh tay. Thôi, nói nhiều quá làm gì, bây giờ mình vô luôn cho các bạn coi nè. Ok, vô game nè. Vô. Ôi ôi, thấy không? Đây mới đúng là Minecraft thường ngày của tôi nè các bạn. Đó, thì nó chỉ có vậy thôi, nhìn kém muốn chết không? Đó, cái nước thì nè. Trời ơi, nhưng mà tôi nhìn nó quen rồi các bạn. Đó, nhìn nó bình thường lắm, nhưng mà mấy người khác nhìn vô lần đầu tôi chơi nhìn nó xấu quách à, xấu ờm luôn á. Tôi nghĩ là một thông tin là tôi chơi một cái game được như này lâu đến vậy luôn á, trời ơi. Tại vì tôi thích mấy cái dạng mà đẹp đẹp ánh sáng rồi các thứ mà các bạn hiểu không? Mà coi cái game này nè, trời đất ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Mọi thứ ở này nó nhìn nó rất đơn giản và bình thường như các bạn đã thấy bao nhiêu video của mình thôi. Đây nè, đây nè, đây chính là thế giới Minecraft mà tôi cần chơi đây nè. Á đù. Trời ơi, đây mới thứ là cái thứ ánh sáng mà tôi cần nè các bạn. Ấm. Trời ơi, đó. Các bạn thấy chưa? Cái nước mà khi tôi nhảy xuống nó khác. Hồi nãy tôi nhảy chưa? Đây mới đúng là Minecraft mà tôi muốn nè các bạn. Đó, ít ra nó phải như vậy, các bạn thấy không? Cái con cạc nó giúp mình như vậy nè. Ôi giời ơi. Mặt trời nó chiếu một phát thôi, các bạn thấy không? Mấy cái ánh nắng mà nó chạm mặt đất rồi. Ôi giời, nhìn nó có thể xuyên qua nước rồi xuyên qua tán cây rồi xuyên nè các bạn thấy không? Đó, nó có khu gọi là khu mát, khu nắng đàng hoàng á, vậy kia nhìn không thấy ánh nắng đâu hết. Trời ơi, nhìn nó đẹp chưa? Trời, ánh sáng mà nó đánh vô mấy cái cỏ đẹp lắm các bạn. Mấy cái cỏ, mấy cái lúa này nè. Đó, các bạn thấy không? Ánh sáng nào ra, ánh sáng đó. Mặt nào cần sáng, mặt nào cần tối là nó tối đầy đủ hết. Rồi đánh vô cái lâu đài kìa. Ui giời ơi, đẹp má ơi. Từ lúc có công nghệ này, trải nghiệm chơi Minecraft của mình được nâng hẳn lên một tầm cao khác. Lúc làm việc căng thẳng cần giải trí, vừa vào nhìn đồ họa thôi là bớt stress đi nhiều rồi đó các bạn. RTX quá là xịn sò cho Minecraft luôn. Còn công nghệ DLSS giúp hình ảnh sắc nét hơn rất là nhiều. Để nhìn rõ hơn thì các bạn có thể thấy FPS được tăng lên và độ trễ cũng được giảm xuống. Nên vì thế nên mua con cạc này đi, nó là hợp lý nhất. Trời mà nó chiếu xuống nữa các bạn nhìn thấy y chang thật luôn. Mọi thứ đồ nhìn nó rất là phê, nhìn tưởng tượng ra là như đời thật luôn các bạn. Đó, ok, nói chung là video đến đây thôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ cũng như là đăng ký cho mình để ủng hộ hay cho mình. Và nếu các bạn có nhu cầu mua một dàn máy hay là làm một dàn máy như mình thì mình có để lại cấu hình đây. Và nhớ là ưu tiên hãy làm con cạc này.
tại vì con cạc này rất là hợp lý. Hồi nãy mình đã nói từ nãy đến giờ rồi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và nhớ nếu có làm gì thì hãy mua đồ MSI nha. Bye bye.